Rồi, chào anh em, chào cả nhà. Bây giờ thì Sang có một cái chương trình hấp dẫn cho anh em nè. Nhưng mà cái chương trình này anh em phải mua một cặp đôi mới được ha. Tức là cái này gọi là mua combo. Đó. Thì mua một cặp đôi như thế này anh em sẽ mới được là giảm nha. Còn nếu mà mua lẻ thì không có nha anh em. Thì hôm nay anh mua một cái bút lấy dấu của Sunlast ha. Cái bút này bán rất là chạy, nhưng mà tại vì mình muốn làm cái chương trình để anh em mua gọi là có cái video để anh em xem. Khi anh em mua một cái bút lấy dấu này trị giá là 540, anh em sẽ được mua một cái bút thử điện chỉ có 45.000 thôi. Chỉ có 45.000 thôi ha. Cái bút thử điện này trị giá 145.000, bút của Anet, bút thử điện điện tử. Tức là nó có pin trong này ha. Thì cái bút này nè, đó, nhiều anh cứ nói là sao nó chớp chớp thì nó là cảm ứng mà, nó phải lúc nào nó cũng chớp 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 hết ha. Khi mà di chuyển như thế này nè, nó cũng là cái gọi là gì, những cái hạt neuron nó cũng tích điện, nó cũng ngáy chứ không phải là nó ấy ha, phải đứng yên một chỗ nó có cảm ứng, cho nên là lúc nào cũng chớp. Còn khi mà cái này nè chạm với nhau gọi là đo thông mạch nha anh em. Tức là khi nào cái sợi dây mình thử vô đây đó, một đầu bên đây mình chạm bên đầu, mình chạm qua đen đầu bằng cái tay của mình, mà nếu như nó không có sáng đèn tức là nó đã bị đứt, còn nếu như mà nó sáng đèn nó sẽ là còn nguyên đó. Còn cái này thì khi anh em đụng vô trong cái ổ điện á thì em không cần chạm vô đây nha, không cần chạm vô, em chỉ cần để phía bên ngoài thôi, đừng chạm vô đây thì đèn nó sáng là dây nóng, còn mà đèn không sáng là dây lạnh đó. Đơn giản vậy thôi. Cái bút này nếu anh em mua riêng lẻ thôi nha là 145.000 nha anh em, vẫn là 145, giá mình bán tốt nhất luôn rồi đó. Một cây mình lời chỉ có mười mấy ngàn thôi ha. AN4301 đó, 145.000. Rồi, nếu như anh em mua nguyên đôi này nữa nha, mua cái cây này xong anh em mua cây này thì chỉ có 45.000 thôi, chỉ có 45.000 thôi đó. Còn anh em mua một mình cái cây này thì vẫn là 540 nha anh em, 540.000. SU2501 giá 540.000, giá chưa ship, một cái tự động đó. Đầu hợp kim ha, chúng ta có thể chỉnh tăng giảm và mạnh nhẹ ở đây, bấm xuống là nó sẽ đóng liền cho chúng ta liền. Ví dụ như cái hộp đĩa này, đây là một cái đĩa thép cứng, khi em bấm xuống là nó sẽ có một cái lỗ để cho em khoan liền ha. Nó hợp kim đó, đầu nó hợp kim cho nên là anh em đóng nó đâu có tà được. Còn những cây kia anh em đóng như cái lưỡi thép này bảo đảm với anh em đóng tà liền. Thì cây này giá của nó là 540.000 đó, 540.000 nếu anh em mua lẻ. SU2501 giá 540. Rồi, anh em mua một cái cây này sẽ được mua một cái bút thử điện chỉ có 45.000 thôi. Và cái này mình chỉ áp dụng trong ngày hôm nay, ngày 31 tháng 8, hết ngày thì thôi hết anh em. Còn qua ngày thì không còn chương trình khuyến mãi này nữa nha, cho nên anh em cứ nhanh tay đặt hàng. Cái này là chỉ là chương trình mình bán là chủ yếu là để xem video thôi, chứ không có lời lớn gì đâu anh em, dường như là lỗ luôn á. Cái này mình đâu có lời giữ thằng vậy ha, vài chục ngàn. Rồi, đó là một sản phẩm. Tiếp đến là Sang sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm nữa, lâu rồi không giới thiệu. Đó là một cái kìm thép không rỉ, kìm điện của Sonora. Thì cái kìm này hiện tại là Fujiya nó không có ha. Kìm này anh em biết của hãng nào nó sẽ có nữa không? Của thằng Tone nó cũng có nữa, nhưng mà rất là mắc luôn. Những cái này thì do là hãng nó phân phối thì về giá rất là tốt của Sonora. Kìm thép không rỉ nha anh em, nó gần như giống như inox, nhưng mà inox á là gọi là 304, còn cái này nó không phải là 304 mà nó là 420 G2. Thì cái loại thép này chỉ có Nhật nó mới có đó, SUS 420 G2, còn inox là SUS 304 ha. Cho nên mình không thể nào mình nói là inox được, nó cũng là một cái thành phần, là cũng là loại thép giống inox vậy thôi, thép kháng rỉ không rỉ. Thì cái loại không rỉ á, nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là dĩ nhiên là nó sẽ không có bằng cái bằng thép cái chỗ là độ cứng ha. Cho nên là cái kìm này nó chỉ cắt được 2.0 thôi, 2.0 thôi. Nếu như cái kìm bình thường bằng bằng thép đen, thép thép rỉ á, thì nếu như cái kìm này như kích thước này
nó sẽ cắt được khoảng 3 chấm ha, khoảng 3 chấm, còn này chỉ có cắt được 2.0 thôi ha anh em. Cắt dây đồng là 3.2 thì nó áp dụng trong những cái môi trường biển, có cái môi trường hơi nước rồi đó, hơi nước mặn rồi đó, thì anh em mua cây kìm này sử dụng sẽ bền hơn rất là nhiều, nó sẽ không bị reset ha. Thì một cái cây kìm mà thép không rỉ nó sẽ mắc hơn cây kìm bình thường, giá của nó là 640.000, mã đặt hàng của nó là TT1502, giá 640.000 một cây, hàng Made in Japan nha anh em. Ở trên thân này thì nó trước là nó không có đóng chữ Made in Japan nha, chỉ có đóng thương hiệu thôi, King TTC Stainless ha. Đó. Còn đây bao bì nè, Made in Japan nè. Chiều dài của cái kìm này là 175 ly anh em, 175 ly. Thì cái kìm này được cái là nó sẽ cắt có lỗ do đó, đầu ở trên là được kẹp, bình thường thì nó sẽ không có lỗ do nếu như là kìm đen, kìm thép đen, còn kìm này nó sẽ có lỗ do cho này luôn rồi. Cái kìm bây giờ tới búa của Yamaguchi. Cái búa này thì cân nặng của nó là được là 750 gram cả cán luôn, rất là bự. Cái này thì chưa có sử dụng. Cái này thì phía trên này nó là một cái đầu cuốc nha nè, một cái đầu cuốc, đầu để cuốc như thế này đó, đây là đóng, đây là cuốc của Yamaguchi, hình con gà. Cây này giá của nó là 390 và mình giảm còn 300.000, thanh lý nó đi, H065. H065 giá 300.000 ha, giá chưa ship nha. Một cái cần Canon, cần lực Canon 3/8. Cái này là 230 WK. Thì 230 tương đương với 230 kg thì nó là khoảng 23 N ha. 23 N. Đây 3/8. Tối thiểu của nó ở đây là 70, tức là tương đương với 7 N, 7 N ha. Lớn nhất là 23 N và tối thiểu là 7 N đó. 3/8, hàng mới chưa sử dụng nha anh em. Có còn giấy trong này nè. Thì giá của cái cây này là 1.700.000. 1.700.000 C826, giá 1.700.000 cho cây này ha. Giá chưa ship nha. Cái này nếu mà anh em đi mua ngoài, ở bên ngoài thì bảo đảm với anh em là giá của nó khoảng đâu đó 3.000.000 ha. Giá cây này mình mua xăng nó rẻ. Rồi, một cái bẻ ống đồng thì mình sẽ tặng kèm một cái cắt ống đồng Super Tool ha, tặng kèm một cái ống cắt ống đồng Super Tool. Cái bẻ ống đồng này của hãng SK11, hàng Nhật, nhưng mà sản xuất thì không thấy chữ gì hết, tức là nó không có dập xuất xứ nha anh em. Nhưng mà cái này hàng là sản xuất bán tại thị trường Nhật nha anh em. Đây, full mới luôn. Cây này nó bẻ được là 6 ly ha, bẻ ống 6 ly, ống 6 ly hàng mới 100%. Cây này giá 550.000 đó. 550.000 C860, 550.000. Anh em mua cái này thì mình sẽ kèm một cái cắt ống đồng luôn của Super Tool luôn đó. Chuyển khoản là receipt luôn nha anh em. Anh em mua cái này tặng kèm này luôn. Một cái kìm cắt đinh của Kakuri, thương hiệu nội địa Nhật, Kakuri. Đây, Kakuri này là chuyên về đồ mộc, đồ làm mộc á. Nó rồi có những cái đục rồi bào nữa. Kakuri. Ha, cắt đinh. Cái này giá 120.000, G857. G857 giá 120 ha. Giá chưa ship nha anh em, chưa ship. Rồi, đó là một cái kìm rồi phải không? Bây giờ mình tới cái kìm nữa nè. Kìm này là kìm của Babic. Đồ này thì nó cũ nha. Đồ này anh em thấy bao bì nó cũ á, hoàn toàn đó. Thì cái này của Babic nó có cái tuốt lỗ dây điện luôn. Đó. Cái loại này thì là chuẩn zig luôn nè, chuẩn nội địa luôn nè. Giống zig đời cũ. Đời mới bây giờ thì nó là khắc laser. Đời cũ là nó dập. Vậy thôi, chứ không phải là cắt laser là hàng Trung Quốc nha. Có những người, những anh em mà cái định nghĩa sai cái sản phẩm của người ta. Bởi vì công nghệ bây giờ nó tiên tiến, thay vì nó sẽ cắt bằng máy thì rất là lâu,
khắc laser nó nhanh hơn, nó tiết kiệm được thời gian. Đó. Tiết kiệm thời gian. Còn mình cái kiểu mình chơi, mình sưu tầm á, mình muốn lấy cái này lý do là nó cổ. Lý do là cổ, à, lý do nó cũ thì cái dấu nhãn hiệu nhận biết giữa đồ, đồ mới và đồ cũ thì nó ở những cái dấu chìm này nè và dấu xích này thôi. Chỉ còn mà nó cái dấu hiệu nhận biết mà để nó phân biệt đồ đồ giả đồ thiệt ha, đồ Trung Quốc hay đồ Nhật Bản thì cái này không phải ha, cái này không phải là tiêu chí để anh em phân biệt cái đó. Ừ, có nhiều tiêu chí khác. Ví dụ như cái model, cái kiểu dáng. Nếu anh em xài nhiều mà tức là mình truy tìm ở trên mạng thì sẽ biết được. Ví dụ như mình nói đơn giản thôi, một cái kìm như thế này. Nhật á, khi mà làm ra nó đều đăng ký bản quyền hết nha anh em, đăng ký bản quyền. Thì khi mà nếu mà thằng nào nó nhái, thằng Trung Quốc nó nhái đi, Trung Quốc nó nhái thì ví dụ như cái sản phẩm này là NB150 nè, model NB150 thì model NB150 nó sẽ là cán màu xanh chẳng hạn và nó có cái lỗ tuốt này chẳng hạn. Nhưng mà khi thằng Trung Quốc nó làm á, nó làm không phải là cái kìm cắt nữa mà nó làm là cái kìm khác, nó cũng là để NB150 nhưng mà nó làm cái kìm khác. Hoặc là nó làm cái kìm cắt mà nó có thể là nó không có lỗ tuốt này mà cán của nó sẽ là màu khác, nó cũng là cái model này, tức là nó né một cái gì đó khác đó, để mà nó bán sản phẩm đó. Còn nếu mà làm giống thì nó bị kiện sao đó. Cái này kích thước của nó là 150mm có lỗ tuốt luôn và nó cắt được là 3.2 ly đối với đồng, à, đinh thì được 2 ly. Cây này giá của nó là 240, mã đặt hàng của nó là D893 giá 240.000. Một cái combo, cái combo này thật ra thì nó cũng lâu rồi. Cái này nhiều lúc trước nhiều anh em hỏi lắm, nhưng mà tại vì cái anh khách này đặt rồi xong cái ingu tới giờ và mình nói rồi mình sẽ không có giữ hàng cho anh em đâu lâu đâu. Giữ hàng thì anh em không có trách nhiệm lấy hàng để lâu lắm, mình mất thời gian mình giữ, mình quay lại nè, bây giờ phải quay lại mình. Thì đây là một cái dũa vuông, dũa cạnh, ba cạnh nhé, ba cạnh ha, hàng nội địa Nhật luôn, ba cạnh. Và một cái dũa này là dũa vuông, tức là một cây vuông và một cây ba cạnh, vuông ba cạnh ha, mở ra một cây vuông và một cây ba cạnh. Thì cây này giá của nguyên cặp này là mình bán giá 100.000, K017 K017 giá 100 ha. Giá chưa ship nha anh em. Một cây kéo tỉa, tỉa chòi, tỉa chanh gì đó, tỉa canh gì đó, của hãng Takari, thương hiệu Nhật Bản. Cán của nó là cán nhôm, cán nhôm. Đây, tổng chiều dài của cây này là được là 67, cái phần lưỡi là được là 13 ha, 13 cm. Kéo có sử dụng rồi, còn rất là bén, dùng để tỉa hàng rào chẳng hạn. Cái này giá của nó là 370.000, K219 370.000, kéo rất là bén nha. Một cái cặp tô vít, cái cặp tô vít của hãng Vessel. Cái này thì anh em thấy là nó cũ rồi nha, nhưng mà mũi vít chưa có sử dụng nè, do để hàng cũ mà đưa vô thì nó dính bẩn thôi, giữa những cái hàng khác nó xét nó dính bẩn thôi. Còn cái cây cặp này thì chưa hoàn toàn chưa sử dụng. BH3 và đầu dẹp có đầu đóng luôn. Loại này thì xịn nè, loại này là loại Vector đó, về Vessel Japan. Rồi thì cặp này giá của nó là 260.000 cho cái cặp này hết em, 260.000. Mã đặt hàng của nó là CB204, CB204 giá 260.000, giá chưa có ship. Hai cặp ở một cặp. Thì cái này là một cái là chữ 8, một cái là cộng 3. Chiều dài của nó là 150, 150 là thân vít đó, tổng dài là 250. Một combo nữa thì combo này nó sẽ có là một cây BH1 và Sell, một cây BH2 của Tajima ha, made in Japan, BH2 luôn, BH1, BH2. Một cây dẹp của và Sell có đầu đóng. Và một cây dẹp của một cây BH3 của và Sell. Đó. BH3, BH2, BH1, một cây dẹp. Bốn cây này giá của nó là 250.000, mã đặt hàng của nó là CB203.
CP203 250.000. Ồ, còn cây mũ dẹp nữa. Ha, vít lùng dẹp về sale luôn. 4 5 cây. Đó. Đều là mới giác luôn, tức là có những cây nó sẽ cũ nhưng mà nó chưa dùng. Tiếp tục là một cái cặp tô vít nữa anh em, một cặp tô vít của hãng về sale luôn, một cây dấu cộng và một cây dấu trừ. Cộng là BH1 ha, BH1 và dấu trừ. Cái này lúc trước hình như là 200 mấy chục ngàn đó. Nhưng hôm nay thì nó về được hai cây mình lục ra đó. Thật ra là hàng này hổng gài để những cái món mình chưa có lục ra. Những cái lô hàng của lô hàng trước á, mình để dồn đó xong mình móc ra nè. Thì một cặp này 200.000, còn một cặp duy nhất thôi. Một cây BH1 và một cây dẹp dẹp 5.5 có đầu đóng hết ha. Chiều dài này là một tấc, tổng dài là một tấc hơn một tấc rưỡi. Cặp này giá của nó là 200.000 nha anh em, 200.000, mã đặt hàng của nó là CB206. CB206 giá 200.000 cho cái cặp này. Giá chưa có ship. Một cái combo linh tinh thôi. Combo linh tinh này thì nó gồm có là một cây vít dẹp nè. Cái gỗ nội địa, một cái vít chữ Z, BH2 và trừ. Vít dẹp. Một cái dao cắt của Alpha. Cái này nó có cái này để mình làm cử mình cắt được nè ha. Cắt hoặc là sủi Alpha. Cái này là bằng nhôm, cái này là bằng nhôm. Ốp nhựa thôi, nhôm. Và một cái cơm ba của Sinwa. 1 2 3 4 5 món. 5 món này giá của nó là 200.000, CB202. CB202 200.000 cho 5 món, tức là món 40.000 ha. 40.000. Một cái combo nữa là một cái combo rồng có là một cái chữ T xanh lá 6 ly nè. Một cái nhặt ốc nè, cái nhặt ốc này ngắn thôi. Nó chỉ có nhiêu đây thôi. Nhặt ốc à, chứ không có nhặt đồ nặng đâu ha. Đó. 6 ly. Một cái lục giác của SK11 Japan 10 ly. Một cái chữ T 4 ly của Y, lục giác luôn, của Y 4 ly. Và một cái đo hơi ha, đo lốp của Toyota. Đó. 4 ly nè, 10 ly nè, 6 ly nè, đó. Tất cả là 1 món, 2 món, 3 món, 4, 5 món. 5 món này giá của nó là 200.000, CB198. CB198 giá 200.000 cho 5 món này, và giá là giá chưa có ship nha anh em, chưa phí vận chuyển. Rồi, cảm ơn em đã dành thời gian ra xem video. Anh em đặt hàng thì nhắn tin. Và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Cảm ơn em. Chào anh em.